shop.dekhang.vn có chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá Nét Cực Shop lên đến 90%. Tất cả các vòng quay kim cương trên shop đều tăng tỷ lệ nội hữu cực kỳ cao và còn rất nhiều vòng quay khác cực hấp dẫn đang đón chờ anh em nha. Chỉ có tại shop.dekhang.vn, uy tín, chất lượng, giá rẻ. Hello, xin chào những anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh mình, mà WC Dekhang em ơi. Thêm bữa cái câu hỏi mà không ai đoán đúng luôn anh em à. Đây, mình được top 4 17 kêu mà không ai bạn nào đoán đúng luôn. Ok, rất là tiếc cho cái video đó luôn anh em ơi. Hôm nay thì Garena ra cho anh em một cái combo, không phải combo mà là ra full bộ đá chế tác M40 luôn anh em à. Thật là bất ngờ luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ hôm nay mình sẽ lấy hết trơn M40 luôn. Cho anh em xem mình tốn bao nhiêu kim cương để mình lấy full bộ đá chế tác M40 anh em. Đấy, ok, để khang mấy khẩu này để khang chưa có thì bây giờ để khang mới quay test cho anh em xem tốn bao nhiêu kim cương nha. Ok, mình sẽ tua cho anh em đỡ xem đỡ chán anh em. Ôi, anh em quay cái này đủ huy hiệu anh em à. Đấy, huy hiệu 200 mấy 100 mấy được đổi M40 anh em. Đấy, mình đang quay được cái mấy cái này là gọi là cái gì ta, cái ngân lượng gọi là vàng anh em. Đấy, cục anh em xem phim cũng biết, cũng hay gọi cục này là cục ngân lượng anh em à. Ok, thì mình quay được 200 mấy rồi nè. Mình sẽ đổi MB40 bích vàng nha anh em ơi. Trời ơi, MB40 bích vàng quá ngon luôn. Đấy, tại vì Đê Khang đổi khẩu súng xịn nhất nha anh em. MB40 bích vàng ở trong đây xịn nhất rồi. Thì có cái khẩu MB40 thằng bài nữa, nhưng mà khẩu thằng bài Đê Khang có rồi, nhưng mà Đê Khang không được đổi nữa. Thì lần này Gena ra cho anh em 5 khẩu MB40. Đê Khang trận này bữa nay lấy cho anh em 4 khẩu MB40 luôn nha. Úi trời ơi, MB40 bích vàng tốn bao nhiêu kim cương. Trời ơi, mình tốn biết bao nhiêu kim cương anh em à. Gần 3.000 kim cương anh em. 3.000 kim cương mới được khẩu MB40 bích vàng. Hơi căng nha, hơi căng nha. Ok, mình hết kim cương rồi, mình mới vô shop dekhang.vn rút kim cương ra nha mà. 5.000 năm kim cương anh em. Đấy, ok, mình sẽ tiếp tục quay thôi nha. Đấy, mình còn được 41 cái cục vàng rồi nè. Đấy, mình sẽ vô, mình quay tiếp tục. Đây, 3 khẩu súng đó là khoảng 400 kim cương anh em. 400 cục vàng nữa mình sẽ đổi được 3 khẩu súng đó. Ok, Đê Khang sẽ lấy 5.500 kim cương quay lấy trơn 3 khẩu súng luôn. Trời ơi, nhìn thấy đã luôn anh em à. Ui, lần này lâu lâu là Garena mới ra cho nên anh em phải đớp tranh lấy đớp với thời cơ. Nhưng mà khoảng 3.000 kim cương anh em có một khẩu súng rồi. 3.500 là chắc 3.000 kim cương anh em lấy được khẩu M40 bích vàng rồi. Tại nãy mình quay hơi xui một tí anh em à. Ok, mình tua một tí mình đổi được cái khẩu chuồng lam nha. Thì theo mình á thì 4 khẩu này thì là khẩu M40 bích vàng mạnh nhất, rồi tới khẩu M40 chuồng lam, rồi mới tới khẩu màu đỏ anh em, khẩu cơ đỏ rồi đấy, rồi mới tới khẩu màu xanh anh em à. Đấy, theo mình cái sức mạnh của nó theo bậc gì đấy. Ok, thì còn anh em như thế nào mình không biết thì mình xếp như thế anh em à. Ok, thì mình đổi thêm một cây nữa nè. Úi trời ơi, trời ơi, M40 quá đã luôn anh em ơi. Nhìn cũng khá là đẹp đấy, mấy khẩu trong đá chế tác này đẹp quá. Ok, đổi được 2 cây luôn. Quay dư dư tí đổi 2 cây luôn cho nó mau nha mà. Ok, quá ngon nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào test M40 bích vàng nha. Thì trận này mình sẽ cầm M40 bích vàng của mình bắn nha mà. Thì đầu video anh em xem video nhớ like, thì quên đăng ký kênh hộ cho WC Đê Khang anh em, giúp mình đạt được 100k subscriber để mình làm event lớn cho anh em chơi luôn. Đấy, mình lấy cái nút bạc play bạc về nhà cái nha mà. Mơ ước của mình rất là lâu rồi. Đấy, anh em nhớ ủng hộ Đê Khang nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Úi xồi ôi, bây giờ M40 Đê Khang lấy mới tậu thêm 4 cây quá ngon anh em ơi. Bây giờ thì vào trận luôn nha mà. Vào luôn, lụm luôn. Ok, hello anh em, vào trận thôi anh em ơi. Trời ơi, trời, quá thơm luôn. Đấy, thì mình mới lấy 2 khẩu M40 đó. Ấy lộn, 4 khẩu M40. Trời ơi, nguyên bộ đá chế tác luôn anh em. 4 khẩu, lấy lượng 4 khẩu luôn anh em à. Thì đó giờ mình Đê Khang cũng muốn sở hữu 4 khẩu đó lắm, lâu lắm rồi. Mà tại bây giờ chưa có, à, đây, chút mà vui. À, lách vô, anh em xem mình lửa nè. Đây, chạy vô nè, chạy ra nè, lách vô nè. Rồi, lách ra nè. Đấy, ui trời ơi, quá nhanh là quá nguy hiểm anh mà. Trời, thì lúc trước thì Đê Khang không có M40 bộ chế tác, không có một khẩu nào luôn. Thì cũng chờ rất là lâu rồi đó, Garena nó mới quay lại bộ chế tác. Bây giờ mình mới có dịp, có cơ hội lấy cho anh em xem. Thì mình lấy 4 khẩu đó khoảng 6.500 kim cương anh em à. Đấy, mình cũng đã tính rồi, khoảng 6.500 kim cương là mình sở hữu được 4 khẩu. Thì anh em cũng cân nhắc nha, anh em tính nha. Mỗi khẩu chắc khoảng cỡ gần 2.000 kim cương anh em. 1.000, 1.000, 7.000, 8.000 kim cương một khẩu á. Đấy, M40 bích vàng là mắc nhất, 199 nguy hiệu anh em à. Úi rồi, cái thằng này nó chạy đâu thế nhờ. Rồi chạy qua đây hả, rồi chạy qua bên nhà anh em ơi. Khẩu M40 bích vàng mắc nhất, còn khẩu thằng bài mình không biết bao nhiêu anh em à. Đây, khẩu thằng bài mình có rồi, cho nên mình không thấy được cái số lượng nguy hiệu để đổi khẩu thằng bài anh em. Ấy, nhưng mà khẩu thằng bài thì yếu hơn khẩu bích vàng. Đấy, thì mình yếu hơn khẩu bích vàng. Úi, anh em thấy Đê Khang thông minh chưa? Trời ơi, đón hướng này thôi. Đấy, anh đi chạy lên nhà mình chặn đầu anh đi không biết luôn anh em ơi. Ok, quá thơm luôn, có hàng chạy lên nè. M40 bích vàng trong tay, rồng bay vung múa. Đây là cái combo mà nhiều anh em sử dụng nhất, đó là Tờ Ca và M40.
rồi mới tới khẩu sật gân với lại rồi mới tới khẩu 187 với lại AK nữa mà. Đấy, cái combo mình đang dùng này là rất là nhiều người xài luôn, từ xưa đến nay luôn anh em ơi. Đấy, ui rồi đặt keo à, sấy nè, rồi xong rồi, ui sấy giáp, ui rồi đi khang sấy giáp vậy, không phải đâu, đi khang test súng đấy, nhưng mà test súng xem bắn đầu giáp nó mạnh không thôi. Đấy sợ chứ đi khang ra đạn là full đỏ thôi, đi khang test thôi nữa mà, anh em đừng có nghĩ nhiều nha, test thôi, test súng thôi. Ok 5 kill rồi, ui kìa, ui rồi nãy giờ mình nhây mấy cái thằng bên nhà bên kia quá trời lâu luôn anh em. Thì hôm nay mình cũng ra mấy cái series về so sánh súng á, thì anh em nào á muốn mình so sánh skin súng gì á, ấy skin MP40 nè, mình cũng đã có MP40 rồi, mình cũng đã có nguyên full một bộ đá chiếc tán MP40 luôn. Đấy thì anh em thích mình so sánh skin súng gì nhớ comment phía dưới cho Đen Khang làm so sánh cho anh em luôn nha. Ok cảm ơn em rất là nhiều. Ôi MP40 bích vàng thì chỉ có so sánh với lại MP40 cái khẩu gì ta, MP40 thằng lằn level 7 thôi đúng không anh em. Ôi level 4 thôi chứ level 7 nó mạnh quá, nhưng mà level 4 mà so sánh là được rồi. Ấy ui trời, level 7 nó có thêm cái hiệu ứng anh em bắn sau lưng nó tăng sức mạnh nữa. Ấy nên khẩu MP40 thằng lằn nó mạnh lắm, nên anh em phải level 4 thôi mới so sánh được cái khẩu MP40 bích vàng này được. Tại vì hai khẩu trên nhau giá tiền lắm mà anh em. Ê cũng không trên mấy đâu anh em à. Ui cái thằng này nó chạy, thằng này đây từ đang nói chuyện mình chạy thế này thôi chứ. Đâu chúng mà nào bên trái mình nào. Bắn sấy luôn. Trời ơi là trời. Khẩu 70 bích vàng này khoảng gần 3.000 kim cương anh em. Rồi khẩu 70 nâng cấp anh em. Khẩu gì quên tiêu trời. Khẩu thằng bài lộn, khẩu 70 thằng lằn nâng cấp ấy. Khẩu đó anh em lấy về khoảng 1.000, 1.200 kim cương, 1.300 kim cương gì đấy. Rồi anh em nâng lên cấp 4 là khoảng 2.500 kim cương. Đấy tổng cộng lên cấp 4 với lại sở hữu khẩu súng mà MP40 level 4 là khoảng 2.500 kim cương anh em. Hai khẩu này chắc cũng giá cũng bằng nhau nhưng mà anh em khẩu nâng cấp thì anh em phải nâng lên cấp 7 nó mới đẹp. Đấy còn khẩu này anh em khỏi cần nâng, đấy đâu có nâng đâu, khẩu này anh em cầm về thôi là đẹp rồi, khỏi cần nâng lên level 7. Nên anh em có 2.500 kim cương á thì anh em nên sở hữu cái khẩu MP40 bích vàng nha anh em, chứ đừng sở hữu khẩu MP40 level nâng cấp nha. Tại khẩu nâng cấp anh em nâng level 7 nó mới đẹp chứ level 4 thì nó xấu lắm. Ấy cầm với lại nó bị giảm tốc độ hai đạn, nó hơi PCR một tí. Khẩu này bị giảm tầm xa nó cũng không có liên quan gì mấy nữa mà, tại nó đam cũng khá là cao rồi, giảm tầm xa nó cũng không có liên quan gì bao nhiêu cho á. Ok thì Khang cái này cầm được lượm được Goja anh em. Rồi lâu lâu mới lượm được Goja làm clip cho anh em xem nè. Goja bắn sướng thật sự nữa mà, tốc độ bắn nhanh nè. Ấy thêm Goja ít nữa, Goja thường thôi là bắn tốc độ nhanh rồi. Anh em giờ Gaina ra thêm Goja ít anh em thấy không, trời bắn đạn rồi như ga như sấm luôn. Ui trời ơi, mì MP40 anh em cầm tiểu liên thì anh em phải đem Nikita là đúng rồi, nó tăng thêm sát thương khi còn dưới 10 viên đạn, với lại tăng thêm tốc độ hai đạn cho anh em nữa. Đấy sấy nè, ui trời, MP40 quá phê luôn anh em. Nhìn khẩu này cũng khá là đẹp nhưng mà khẩu này khá là đẹp anh em nhìn, nhưng mà nó hơi bị lỗi thời một tí thôi. Đây khẩu này ra rất là lâu rồi. Ấy trời, tại lúc trước Đê Khang không có điều kiện anh em, mình không có điều kiện để mình sở hữu mấy khẩu này ấy, cho nên mình tới giờ mình mới sở hữu đây, tới giờ mới được anh em ủng hộ mình mới đầu tư vô cái con nít mình nhiều để mình quay súng, để mình review test cho anh em xem, để anh em chọn lựa khẩu súng nào. Ba cái khẩu gô lục, chuồng lam với lại cơ đỏ anh em, thì ba khẩu đó thì mình khuyên anh em nên lấy khẩu chuồng lam nha anh em. Đấy khẩu chuồng lam nó rất là mạnh luôn, nó tăng một tốc bắn, hai băng đạn anh em à. Ui ôi, một tốc bắn, hai băng đạn, ui giời, một tốc bắn là anh em quá là ngon rồi. Rồi anh em thêm hai băng đạn nữa, anh em sấy rất là nhiều đạn luôn. Nhưng mà khẩu nào ấy, em biết tại sao mình kêu anh em lấy khẩu cái khẩu đó không tăng sát thương không? Tại vì khẩu nó tăng tốc độ bắn anh em, mà tăng tốc độ bắn là nó mạnh hơn, nó còn mạnh hơn tăng sát thương nữa anh em. Ui giời, từ cái khẩu chuồng lam ấy thì chắc so sánh với khẩu MP40 ma mỹ được anh em. Tại vì hai khẩu đó chỉ số giống nhau luôn ấy. Khẩu số giống nhau như khẩu chuồng lam bị giảm tầm xa. Chỗ chuồng lam mới giảm tầm xa, tăng một phút bắn hai băng đạn giảm tầm xa. Ui, khẩu chuồng lam này cũng ngon á, mấy khẩu kia như tăng sát thương với lại tầm xa thôi, nó không ngon mà khẩu chuồng lam tăng một phút bắn đâu anh em ơi. À, khẩu chuồng lam nó rẻ nhất luôn mà nó lại mạnh nhất. Gaina làm như ga tăng giá cho những khẩu mà đẹp thôi, nhưng mà Gaina chủ yếu nhìn ngoại hình để định giá thôi, chứ Gaina sao có trải nghiệm những cái khẩu súng này được, sao mà biết được kỹ năng sức mạnh như thế nào anh em. Gaina sản xuất cho anh em thôi chứ chưa có trải nghiệm thôi, nhưng mà chủ yếu thấy đẹp là rôn giá là thôi. Như khẩu đĩa chót anh em, ui sợi nóc nè, như khẩu đĩa chót mà nó bị đĩa chót á, nhìn nó xấu má ư luôn, nhưng mà nhìn có cái nó sức mạnh nó mạnh ấy, nhưng mà nó giá lại rẻ. Ồ ảo rồi, đây ngồi bắn nè, đi Khang cầm cờ da đừng có nhòn nha. Thì khẩu mà 70 bích vàng thì rất là đáng anh em sở hữu ơi, nhưng mà con cái nó mắc quá, tận 199 nguy hiệu lần, còn mấy khẩu kia như 129 nguy hiệu. Rồi cái khẩu cơ đỏ thì 169, còn cái khẩu gô lục á thì cái khẩu nó ta là
129 luôn. Khẩu gu lục với khẩu chuồng lam, hai khẩu đó giá bán bằng nhau, cái giá đổi đổi hiệu thì bằng nhau, nhưng mà hai khẩu đó thì khẩu chuồng lam nó sẽ mạnh nhất nha. Ba khẩu đó luôn thì khẩu chuồng lam sẽ mạnh nhất, nhiều khi nó còn so sánh được cái khẩu M40 khẩu này luôn anh em, khẩu M40 bích vàng luôn á, hoặc là nó so sánh được với khẩu M40 giáng sinh luôn anh em. Ui sợi tới một nè. Ok, thì hôm nay video này cũng test cho anh em rồi, test vòng quay cho anh em rồi, tốn bao nhiêu kim cương để nhận được M40, với lại xem sức mạnh như thế nào, với lại giúp cho anh em chọn lựa khẩu skin M40 khá là đáng đồng tiền, với lại ok nhất nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em một ngày vui vẻ nha, nhớ like đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho WZ Đi Khang nha, nhớ vào shop của Đi Khang ủng hộ mình nha anh em ơi. Cảm ơn anh em, bye bye anh em nha.